tao đâu đẹp cô, tên Tư Vi đẹp, đẹp cô quá, đẹp hơn luôn tên Tư Vi luôn. Vậy mà trước khi con bước vô cái chú Quốc Thuận nói cô sao với chị Một, sao mà em thích chị trên hình hơn, còn ngoài á em thích chị mới đẹp bằng trên hình. Cô người không ai cô trang như vậy luôn á. Cô tin con, đúng rồi, cô tin chú Thuận luôn á. Đừng điên côn nha, chú cho cầu rồi chú mới cô trang nè. Con nhiều quý chú, cái nhỏ này một cái rộng vơ luôn. Con kêu là Hảo Hảo, I love you em, con làm cái bán bự vậy nè. Con vô lên công ty của ổng đi ngang qua con chạy theo chú. Em, I love you em, tại vì em vừa cởi xuân và cởi súng. Chú Quốc Thuận, cô Hồng Vân và quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Con là Nguyễn Kim Hảo, năm nay con 25 tuổi, con đến từ Bình Định. Công việc của Hảo là giờ là gì? Dạ, công việc của con là nhân viên kỹ thuật điện ạ. Vậy đó hả? Dạ, đúng rồi. Vô đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Wow. Ê, con ở Quy Nhơn hay là con ở đâu? Ở Tiên Phước ạ. Rồi, mời bà xã của dạ, Hảo. Dạ, con chào cô Hồng Vân. Trời ơi, đẹp cô trên TV, đẹp cô quá, đẹp hơn luôn, trên TV luôn. Vậy mà trước khi con bước vô, cái chú Quốc Thuận nói cô làm sao phải không? Chị Một, sao mà em thích chị trên hình hơn, còn ngoài á em thích chị mới đẹp bằng trên hình. Này cô nghĩ không ai, cô trẻ như vậy luôn á. Cô tin con. Đúng rồi, cô tin chú Thuận luôn á. Thôi con chào chú Quốc Thuận nha. Rồi. Con chào khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Con là Nguyễn Thị Thu Hương, con 25 tuổi, con đến từ Bình Định luôn. Rồi bây giờ hai đứa kể cho chú nghe coi cái cơ duyên nào mà hai đứa gặp nhau. Trời ơi, là hồi đấy chú, là con làm công ty của con là cũng 2 năm rồi, con làm công ty bao bì mà. Thì xong con làm 2 năm rồi con xin nghỉ dù tầm 15 ngày con ăn đám giỗ á. Xong đến lúc con vô con thấy ông nè, trời ơi ông đeo khẩu trang hoài luôn. Thì xong con thấy mặc đồ thường thường ấy, con nghĩ là chắc là mấy người mà mới xin vô làm á. Con cũng để ý chi, xem chừng con thấy đi chung với nhóm kỹ thuật, nhóm bảo trì điện á, là nhóm mấy tông đẹp trai không. Thì con nghĩ chắc nhỏ nó cũng đẹp trai nè. Thằng nhỏ này em đẹp trai hả? Dạ. Con lúc nào con cũng muốn con làm chị nổ hết á. Vậy xong cái trần điên côn nha. Chú cho trời ơi chú mơ khẩu trang nè. Con nhiều quy chú, thằng nhỏ này một cái rộng vơ luôn. Thôi phải đàn ông miệng rộng thì sang. Nhưng mà với con thì là cái miệng rộng đó, con thấy thích không? Chú mà nhìn cặp mắt cũng đẹp á chú. Cái mô đó chữ rộng vơ lắm. Con trầm cũng nghĩ là vậy. Tức là nhìn cặp mắt á là tưởng là nam thần á. Mở khẩu trang ra là cái miệng rộng nhỏ nha. Nó duyên quá. Rồi còn con sao? Con vô con lúc con vô là vợ con là chưa vô trong công ty làm, con làm được nửa tháng thì con đi ăn thì con mới thấy lần đầu tiên thôi, con tưởng là mới vô đi làm thôi. Nhưng mà cái lần đầu tiên con thấy cổ á. À, tại vì lúc đó là con cũng có bạn gái rồi nên con cũng không có quan tâm với ai hết. Rồi đến khi nào thì mới bắt đầu để ý nhau? Mới vào công ty thì con có người yêu rồi, xong rồi con đi làm thì vợ con hay cứ rủ cứ kêu ra sửa máy quạt. Vợ con đứng cái chỗ đó máy quạt cái bị hư miếng này, một tuần kêu con sửa máy quạt không biết bao nhiêu lần luôn, cứ ra kêu anh ơi sửa giùm máy quạt đi, mà con đi ra con sửa thì mấy anh manh bảo trì thì cứ chọc kêu cho nó kết mày rồi á, nó kêu mày qua sửa quạt miếng à. Con ra con sửa xong rồi lần sau hư tiếp lại hư nữa, xong rồi kêu con cái con kêu không. Chị đi mua mấy quạt khác chị xài đi chứ không em không có sửa nữa. Mà lúc đó vẫn còn có bạn gái đúng không? Dạ lúc đó vẫn còn ạ. Vợ con là cứ dí con đi, con đi đâu là cứ dí theo, là cứ kêu ra sửa quạt. Trời ơi. Con sửa kêu không. Con kêu là nếu như mà em không sửa là chị đi lên chị báo giám đốc là em trốn công việc nha. Xong cái ông mới ra ông sửa nữa. Con mới hỏi là em ơi em có người yêu chưa? Ông im ru về. Em kêu là ê có người yêu chưa, đừng phải giỡn cái mặt vậy nha. Nãy xem kêu em có được chị. Con nói là thường thường là mấy người có người yêu rồi, người ta nói có người yêu rồi thấy cũng được nè, kiểu như là người ta thiệt thà á, dám nhận là mình có người yêu rồi á, chứ gặp nãy giờ mấy người kia là không dám nhận có người yêu đâu, được cua thêm bồ vậy đó. Từ đó con có cảm tình không? Hồi đó con có bồ rồi mà. Có bồ. Thôi kể tới cái giai đoạn mà hai đứa cùng bỏ bồ rồi sắp lại với nhau đi. Chia tay bồ bữa đó là ông đi tất nhiên công ty con. Con có ông tướng ông hát dở mà ông hát hay quá nên con mới quay video lại cũng gì con gửi cho ông. Những gì nhà ông nhắn tin con, chủ động nhắn tin con kêu là gửi cho anh cái video hồi nãy hát đi nhảy, con kêu là nho mất dậy chị lớn hơn em mà sao cứ kêu chị là em giỏi, xem con cũng gửi cho ổng. Rồi tự nhiên ít bữa sau nhắn tin con nhưng rủ con đi cà phê không, nhảy con kêu là vậy cũng được em, xem cái rủ đi cà phê đi ăn ốc đồ, nhưng mà lần đầu tiên chừng tấu đó con làm cả đêm á, ông làm cả ngày. Ông mới gọi tự nhiên tin nhắn bồ ông cắm sừng ông á, ông thấy được tin nhắn đó tự nhiên ông gửi hết cho con coi vậy á. Trong lòng con hồi đó cũng kêu như cũng mới mến ông đâu, do một thời gian cũng mới mến ông đâu. Trong lòng con cứ nhắn tin ông cũng nói là thâu con gái mà đứa nào cũng muốn mình xuống nước hết trơn á, muốn ngọt hết trơn á. Bây giờ em giả bộ em xuống nước đi đỡ được người yêu quay lại á, nhưng mà trong lòng con kêu chia tay đi. Lúc mà con chia tay bồ á, mắc mớ gì con đi chuyển tin cho bà chị này? Dạ tại vì lúc trước là
cứ mỗi lần vô trong tin là bà cứ hay chồng con nữa, bà cứ hối cứ có bồ có bồ không á. Xong cái chừng đó cái con chia tay xong cái cũng có lúc trong còn ít có bạn, không có bạn bao nhiêu hết á, bạn bè con thì con chơi có bốn thằng bạn con là bạn thân á, là ba mẹ cứ kêu là tướng con bơ đơ không à. Là chỉ có bồ con là ở quê đó một có một mình đó, là vô trong này là cũng không có ai nữa, con cái con cũng biết tâm sự ai lúc mà mình đang mà tổn thương mà mình không biết tâm sự ai đâu, chỉ có bọn chị này thôi. Thì đúng rồi, là con mới nhắn tin qua bả kêu gửi hết tin nhắn qua xong rồi cái con mới hỏi, con mới rủ đi đâu đi rảnh không, cả bữa đó cuối tuần nữa kêu có rảnh chưa thì đi uống cà phê cho vui, rủ là đi uống cà phê đi ăn lần đầu tiên luôn, rồi từ từ quen dần tới khi kết hôn tới giờ. Nhưng mà bắt đầu từ lúc nào mà con thấy cái bà chị này dễ thương mà con thích con yêu? Chia tay xong rồi con gửi cho bả rồi á, còn đi làm á là bà cứ đi theo con rồi, bà kêu Hảo ơi Hảo ơi, em vừa có sừng và có súng gì đấy. Con kêu là Hảo ơi Hảo, ai lập như em con làm cái bán bự vậy nè. Con vô lên công ty có ổng đi ngang qua, con chạy theo kêu em ai lập như em, tại vì em vừa có sừng và có súng. Vừa có sừng và có súng. Có sừng á, em bị cắm sừng á, mà em lại có súng nữa. Vậy là con là tỏ tình trước. Không, ông là người tự tình, kiểu như là ông chia tay người yêu ông có tầm 2 tháng đâu. Xong chừng ông mới nhắn tin con, ông nói là bé ơi làm người yêu anh nha. Con mới kêu là đàng hoàng đi, em không giỡn đâu, hồi đó tự nhiên con em luôn chú. Em không giỡn đâu. Tự nhiên mình thành chị cái xuống thành em liền. Dạ, tụi con quen nhau cũng được 2 tháng rồi. Nhưng bà này kêu như quen ông kia đối xử với bà không có tốt á. Xong rồi bà năn nỉ ông này quay lại, em sẽ vô Sài Gòn em giật lại anh từ con Hương. Tao Hảo kể coi lúc đó con căng thẳng không? Lúc đó con cũng căng thẳng, tại vì là con quen nhỏ trước là 3 năm rồi. Và mới chia tay thì con cũng trong thời gian trước đó 1-2 tháng là con cũng cho quay lại. Con kêu thâu kêu thâu biết quay lại, biết mới quen thâu, biết quay lại với anh đi chứ giờ còn kịp á, người yêu cũ của con không có chịu quay lại. Chỗ đâu rồi con mới quyết định quen vợ con, xong lúc đó là đòi quay lại nữa. Hai người chị con ở cũng ở gần, ở cũng lúc đó con đang làm trong Sài Gòn này, hai vợ con ở gần, xong rồi có hai vợ chị cũng tư vấn. Giờ biết thì nó quen mày 3 năm mà nó cũng bỏ thì còn khác rồi, mà mày không, nó không có liếng tiếc, nó cũng có nói gì hết mày hết, mà giờ thằng kia nó đối xử tợ nó rồi, mà nó đồ quay lại với mày thôi chứ mày mà quay lại gì chi nữa. Đêm đó là con không ngủ được luôn, xách xe con chạy lên tới trên trọ của vợ con luôn. Là con hồi đó 11-12 giờ đêm rồi, mà con ở Thủ Đức, vợ con ở Tân Phú lận, nhắn tin vợ con kêu em ơi em ngủ chưa, ra đi uống nước đi ăn rồi giờ mát xíu gì à. 11:30 tối đó. Đúng rồi. Xong rồi con cái vợ con mới ra về trước, xong cái con chở đi ra đi ăn, mà hai đứa cứ nhìn nhau khóc không à, không có nói được luôn, cứ khóc không vậy đó. Cái em chở về trọ xong thả xuống, cái con đi về luôn, về xong con về luôn. Là lúc đó con ra trường xong là con đi làm, nhưng mà trường hẹn lại bằng á, chưa kịp lấy, trường kêu là giờ nhận bằng. Xong cái con kêu là thôi anh về nhận bằng cái, là con có xin phép về quê. Con định là con lúc đó là vợ con kêu thôi anh cho em theo chứ, chứ anh về sợ em con gặp người yêu cũ nữa. Con mới kêu về em có đi theo thì mà anh đeo bánh xe rồi bác xe xuống đi luôn. Tối đó con im ru rồi, vợ con nhắn tin rồi, con cũng mệt con ngủ, con im ru con cũng trả lời. Cái vợ con tưởng là con chắc đi về một mình. Xong vợ con bắt đầu là mang đồ đạc đồ là bắt Grab chạy xuống, mà không biết trọ con luôn. Mà không biết trọ con luôn, mà đến nỗi mà chắc hỏi quản lý của con á, tại vì con nộp lúc còn đi nộp CV á là có thông tin của con trong đó, chắc hỏi quản lý á, xong quản lý chỉ. Cuối cùng hai đứa có về quê không? Dạ có đi, cũng có gặp người yêu cũ. Gặp người yêu cũ rồi giải quyết làm sao? Gặp đánh lộn con đánh thằng người yêu mới của người yêu cũ con. Người ta đã từ chối thẳng mặt vậy rồi mà còn quen gì nữa. Xem cái ông này buồn, về nhà cũng nghi lời cô chú á, chia tay con chú. Chia tay lâu không? Cũng được gần tháng á. Xem cái ông này ông nhớ con rồi, cũng hai đứa cũng khác là chia tay, nhưng mà cũng nhắn tin qua lại khác quay à. Để xong cái ông mới nhắn tin ông ru con, ông nói là bé ơi thôi giờ mình có bầu trước đi. Để xong cái chừng cũng quen nhau được mấy tháng rồi, con ru ông đi Đà Lạt chơi với mấy người nhân viên con á. Cũng nhậu nhẹt rồi, xong cái những tấu đó chuyện gì đến cũng đến, một lần có bầu luôn chú. Trời, lần một có bầu luôn. Đúng con thiệt thôi Vương. Như vậy là gia đình phải chịu thôi. Dạ. Và tại vì bác sĩ bảo cưới đúng không? Dạ. Rồi giờ sau khi mà cưới xong về chung á thì là ông đang có tật xấu gì? Ông chỉ ngu nè, con ôm ông thì ông hất ra. Nhưng mà nửa đêm là con thấy tay ẩn bỏ vô quần ông à. Ông không cho con cơ bạn ông bằng anh. Ông kêu là ngồi chồng mình ra mình cơ bằng anh thôi, còn bạn của anh hay là bạn của em là em phải xưng tên. Cũng là cuộc đời của con, cuộc đời của con là con không kêu ai bằng anh luôn. Dạ. Rồi con mong muốn anh thay đổi điều gì? Con chỉ muốn chồng con là giữ lời hứa như ban đầu với con, làm
Hồi lúc mới hứa xem con có nói chồng con là viết bản cam kết với con là con mới chịu cưới á. Ừ. Rồi giờ tới con đó Hảo. Dạ thì vợ con thì trẻ con thôi, tự ái cao, mình mình chọc. Ý là con hay giỡn, con hay ở nhà con hay giỡn lắm, con hay giỡn với vợ con lắm, mà con giỡn là tôi không biết cọc. Giỡn hay là thật, là cọc cọc xong là đứng đứng dậy lườm lườm xong đi thẳng vô phòng đóng cửa nằm trong lườm đó. Sao đâu lườm sao đâu lườm đi lườm đi với trời ơi mặc dù qua kêu ăn cơm cũng không ra luôn. Rồi hôm nay đến với chương trình này không biết là các bạn có cái điều gì bất ngờ để dành cho người bạn đời của mình hay không? Là chồng con á, là trước nhân khi bên con với lại sau khi bên con cưới á, là ông có thích mua đồ, là ông mua cái hàng cầu ấy chú. Mà con nói với ông nè, tôi nói thiệt với ông chứ, khi cưới tôi là tiền của tôi là của tôi, mà tiền của ông là của tôi luôn. Ông làm cái gì là ông phải hỏi ý tôi, chứ hồng thầu biết giấy lấy gì đi. Bây giờ anh xin em mua cái hàng cầu, mà con đâu có chịu đâu. Con kêu là cần câu là ông đi câu cá nữa, con không chịu. Con không thích đi câu cá à? Không, mệt đi câu cá gì mà ông câu cho vui thôi chú. Ông câu lên có cá sao ông giục xuống ông đi gì không vậy á. Rồi giờ sao? Xong rồi thôi giờ lên chương trình đây cũng đỡ. Thôi mà ăn đi, ước của ông là con tặng ông cái cần câu ấy chú. Đây là cái này là giống như là tấm phiếu mua hàng vậy đó anh. Anh gì anh cứ mua thôi, mà dưới điều kiện là anh mua dưới 5 triệu, mà mua nem trên 5 triệu là anh cứ việc viết giấy đi em ký. Câu vừa quay mặt coi coi coi. Đây cái cần câu ông thích này chú. Oh. Cái này mới có 3 triệu mấy thôi, con suy nghĩ tính kỹ đâu. 3 triệu mấy rồi cũng ngon rồi. Điện đó nha. Hạnh phúc không? Tặng mẹ. Rồi cảm ơn bé. Thấy có lá thơ gì nữa vậy? Cảm ơn bé. Dạ cái đây là cái hợp đồng hôn nhân hồi trước là con mới cưới ông. Này coi coi. Trời ơi nó dán keo luôn nè chị ơi. Đưa kỷ niệm cho nên mai con lớn đẹp. Thấy không? Có ký luôn nè. Dạ. Phải đem ra xã người ta đóng mộc nữa. Trời ơi, đó công chứng thôi. Thôi đây nè, hai cái tay coi đóng. Rồi xong rồi đó, tôi đóng luôn rồi đó, rồi công chứng. Ok. Chúc cho các con nha. Sẽ hôm nay đã là hạnh phúc rồi, nhưng chúc cho các con mai sau ha, ngày nào cũng hạnh phúc hết nha. Cảm ơn hai đứa tụi con nha. Cảm ơn cô chú ạ. Hai vợ chồng này xứng quá ha. Có một cái khuôn mặt giống nhau quá trời. Gương mặt phu thê. Phật cũng giống nữa. Bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào quý vị khán giả, anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Phạm Trung Hiếu, năm nay 29 tuổi. Em là thợ cắt tóc. Hiếu. Còn em? Dạ em tên là Phạm Thị Nguyễn Hạnh, năm nay em 25 tuổi. Nghề nghiệp của em là kế toán ạ. Hạnh và Hiếu ha. Dạ. 25, em 29. À lớn nhỏ nhau 4 tuổi rất hợp. Hợp nữa, ông thầy nữa, thầy nữa. Không, cứ lớn nhỏ nhau 4 tuổi là hợp. À. Chứ ra hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Vợ em ở trọ nhà dì của em. À. Lúc đó là em đang là học năm thứ 3. Em mới ở trọ nhà dì của ảnh. Thì cái hôm đó là em và hai chị em là rủ nhau đi ra ngoài ăn, nhưng mà không có nón bảo hiểm. Thì là từ ở trong phòng thì mới dắt xe ra ngoài. Thì mới thấy ảnh là đang ngồi ăn cơm. Thì em mới hỏi ảnh em mượn là: anh ơi cho em mượn cái nón bảo hiểm được không? Thì ảnh mới nói là anh không biết, hỏi chú Ngã. Nhưng mà lý do là tại sao em không cho cổ mượn? Anh biết sao, nếu mà xin á thì mình cũng cho mượn á. Cho luôn. Dạ cho luôn được. Vậy là lúc đó không xin không cho mượn hả? Dạ thì lúc đó nhìn ốm ốm nha chị, mà còn nói chung là lúa còn lép nữa chị. Lúa còn lép nữa trời, dễ sợ. Dễ sợ quá. Ông làm như ông gì cơm lắm vậy đó. Nhưng mà chị biết sao, lúc đó thì ảnh cũng có đẹp đẽ gì đâu, nhìn ảnh hả tóc có thì để dài dài, mà cái tên này còn dựng dựng mái thì là mái xém mà chai hết một con mắt rồi, mà còn nhuộm đỏ đỏ tím tím, mà còn sỏ lỗ tai nữa chứ. Kiểu đó là hot thời đó chị. Lúc đó là em đã biết cắt tóc chưa? Dạ có rồi anh. Lúc rồi. Đó hot thì hot là hot, nhưng mà em thấy kiểu mà tóc tai mà ăn mặc này là em không có thích, mà lại mượn nón bảo hiểm lại không cho nữa nên em mới thấy ghét. Thấy ghét rồi là ấn tượng ông ban đầu là nghĩa là thấy ghét con trai này. Dạ. Rồi sau đó thì sao? Dạ làm được vài ba bữa thì là lúc đó là em với mấy đứa bạn là đang chơi trong phòng, thì anh này là đi làm về thì đi ngang qua phòng của tụi em, thì là con nhỏ bạn nó mới hú anh vô. Thì lúc đó là em đang ghét sẵn rồi mà, thì em mới nghĩ cái kế là để trả thù ảnh cái vụ hôm bữa mượn cái nón mà cũng không cho nữa. Thì em mới nghĩ là cái kế là em nói ảnh là: anh ơi vô đây em coi chỉ tay vô. Em mới nói ảnh: thôi anh giơ hai bàn tay ra em xem không. Thì ảnh mới giơ hai bàn tay ra, xong em mới nói ảnh: thôi anh quỳ lên đi. Xong rồi em mới coi xong rồi em mới nói: thôi anh lật ấp hai cái tay lại vậy cho em xem. Rồi em mới nói: thôi anh lẹ lưỡi đó đi. Lúc đó em nghi là bác em làm chó rồi đó anh. Em nghi rồi, em không chịu lè lưỡi hơn á. Nhưng mà ảnh cái tư thế anh như thế này bằng quỳ nữa là nhìn là biết là tư thế của đàn ông rồi. Em thỏa mãn rồi nên là em cười sáng khoái, em cười te tét luôn. Mà công nhận ai trả thù cũng ác đạn ha. Khoái chí cười ngất ngây ngửa đây và cười á. Vậy thì trong hai em ai là người
có ý định cưa cẩm đầu tiên? Dạ, chính là em. Từ cái bữa đó em thấy cái ấn tượng, tự nhiên nụ cười rất là sảng khoái, nên em mới lên kế hoạch là mình sẽ cưa cô này thử. Kế hoạch như thế nào? Dạ thì lúc đầu em rủ là cả phòng của cô này đi ăn, xong cái vài ngày sau thì em rủ bớt lại, cuối cùng rủ của mình cô này đi ăn thôi. Em biết không? Em biết cái thì là em chỉ biết là mình đi ăn miễn phí mà, thì mình cứ đi thôi. Rủ đi là đi. Muốn lắm anh, rủ đi chơi là rất là hào hứng, đi liền à. Thì đến khi chỉ còn hai người thì em cứ cắm sao? Thì đi dâu rất là nhiều lần, bắt đầu cái là cũng thấy mến nhau, bắt đầu thích. Lúc đó bắt đầu tụi em quen, bắt đầu là quen nhau đó. Mà từ lúc đó đến lúc cưới là bao lâu? Dạ cũng 6 tháng vậy. Thì sống với nhau được vài tháng thì là bác sĩ bảo cưới rồi. Bác có nghĩa là cái quá trình của các bạn đi đến hôn nhân là nhờ ông bác sĩ, đúng không? Nói đúng, thật ra là bác sĩ bảo cưới mà em tuổi em còn nhỏ, với lại lúc đó em hoang mang lắm. Lúc đó em vừa mới ra trường xong luôn à. Vừa mới ra trường mà chưa có việc làm ổn định nữa. Thì em mới khuyên nhủ cô ấy thì thôi mình đã lỡ có em bé rồi thì thôi mình quyết định cưới nhau đi, về nói là nói gia đình, xin phép gia đình cho tụi mình cưới nhau đi. Nói anh có trách nhiệm, anh phải lo lắng cho em và đứa con nên em cứ yên tâm. Và bắt đầu cái là gia đình mới cho phép tụi em cưới với nhau. Mà suôn sẻ hết, hai gia đình suôn sẻ. Dạ, dạ. Là tụi em cưới nhau thì là mà chị biết không, cưới xong rồi em mới biết được ảnh có cái tật xấu kỳ cục lắm. Tật xấu gì? Đó bây giờ kể luôn đi. 30 tuổi đầu rồi mà như là nước nít á, ham chơi ham vui, chứ làm thì không lo làm mà cứ chơi cho hoài. Em ức chế anh nhất là cái vụ ảnh ham vui lắm, cứ có người rủ là đi. Thì cái hôm đó là bạn ảnh nhậu với mấy ông hàng xóm, thì lúc bóng khuya rồi 10 giờ rồi thì em mới để thôi mà thôi em để cho anh nhậu. Anh nhậu được 1 tiếng sau á thì em mới ra, em mới kêu ảnh ra, anh ơi vô ngủ. Thì anh mới nói ừ thì em vô trước đi, xíu anh vô giờ. 15 phút sau thì em mới ra, em mới kêu nữa là anh ơi vô ngủ. Mà cái anh bạn ngồi kế bên á, ảnh lại đuổi em. Anh làm gì á, đuổi em làm cái như là anh quý gà. Em bất quá, em bất chế nhưng mà em bỏ vô. Lúc đó em ấm ức lắm kìa. Em quyết định 10 phút sau lần này lần cuối em ra em kêu nữa nè. Mà lúc đó em đang cầm cái ly nước mà uống. Thì em mới nói kìa chứ, bây giờ rốt cuộc anh có đi vô không? Thì anh mới nói chứ, không. Cái em tức, em điên quá, em quăng cái ly thủy tinh á. Ly cái rầm một cái vô trong cái vách tường, mà vách tường nhà người ta. Cái em tức quá mà bạn bè em nó cũng thấy vậy, nó cũng không dám nói gì hết. Cái em quay qua em chỉnh thằng bạn, trời vợ của mình mà bạn chơi bạn đuổi nó như vậy, xua nó vậy, nó tức nó phản liền đúng rồi. Em mới giải thích xong em kêu thôi mấy bạn ngồi chơi đi để mình vô nói chuyện với vợ xíu. Cũng may lúc đó còn ý thức được là quăng vô tường. Cái vô ý thức cái ném vô đầu ông này chẳng biết sao. Nhưng mà bữa đó ném vô đầu bạn ông bạn cũng mệt à. Bữa nó lên rồi em nói chuyện gì vợ em? Trời, bữa đó em mới đi vô, bắt đầu em mới nói là bà làm gì á, sao không nể mặt tôi gì hết vậy, có gì nói chứ. Mà với lại anh đã kêu là vô ngủ trước đây, xong chịu vô ra kêu hoài à. Em bực mình em mới kêu không. Rồi sao? Em kêu hai lần. Em nói rồi sao? Cãi lại sao? Thì đó thì là bây giờ em lúc đó là em tức, nhưng mà anh chỉnh, nhưng mà em đâu có biết đâu. Em đâu có biết là anh đó có ảnh là có, em cứ nghĩ là một phe với nhau. Do cái lần thứ ba mà em ra em hỏi á, thì anh giờ ông có vô không? Ông là không. Thì là em nghĩ là mấy người này một phe với nhau, hai nhậu quá một phe với nhau nên là qua hai người đi qua gây lại có cản nhau. Dạ, em nóng quá em có tát một cái à. Rồi em sao? Dạ, anh tát em một cái cái em tức điên quá, cái em cầm cái tay em chập cắn một cái. Cắn cái tay em nó tê cả mấy tháng trời không vậy, em phải mua thuốc uống. Trời ơi, nếu cắn cái đó mà trúng cái dây thần kinh ổng liệt luôn rồi sao? Khỏi làm ăn gì luôn sao? Ê, cái này nè, hai bạn bộ hay choảng nhau lắm không? Dạ, nói chung là tính vợ em thì cọc cằn, em thì cũng hay nóng tính. Nhiều lúc em kìm được, nhiều lúc em kìm không được. Rồi cái cũng đe xung đột, rồi cũng nói chung hay cãi nhau lắm mà. Hai vợ chồng có khi nào mà nhận thấy được có lúc mình gây ra cái lỗi đó và xin lỗi cái người đối diện không? Em á thì nhiều lúc em muốn xuống nước xin lỗi để mình không kiểu như là không muốn nó mệt mỏi nữa. Hai chồng cứ cự nhau hoài mệt mỏi lắm, em mới hay xuống nước hay xin lỗi vợ. Chứ còn vợ thì bướng lắm, mà không bao giờ chịu nhận lỗi về mình đâu. Lúc nào cũng em đúng á, không bao giờ chịu xin lỗi, cọc bướng, rất là bướng. Thì chuyện nào mà nó sai thì em mới nhận sai, còn mình đúng mà mắng mấy gì mình phải nhận sai. Nghĩa là em đúng hết đúng không? 100 lần em sai hết, giờ em không bao giờ sai. Em có thấy mà, có thứ nhất là chồng mà đã có con có gia đình rồi á là phải dẹp hết mấy cái cuộc chơi đi, chủ yếu là lo cho vợ cho con thôi. Dẹp hết hả? Dạ, em lại muốn là phải là chồng phải như vậy chứ không có được mà ham vui ham chơi. Thế bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi gì? Em muốn vợ em là bớt lại cái tính cọc cằn, rất là cọc cằn. Phụ nữ nên ngọt ngào lại một xí, em là rất thích phụ nữ ngọt ngào. Còn cọc cằn quá nhiều lúc cái làm đó em mệt mỏi thêm. Em phải lo hàng ngày cơm áo gạo tiền đủ mệt rồi, còn người vợ cứ làm em căng thẳng mệt mỏi. Còn gì nữa không? Thì mong muốn ví dụ như những cái chuyện đó nên nhiệt tình hơn một xíu. Chứ giờ thờ ơ lãnh đạm lắm hả? Không phải là thờ ơ, nhưng mà tại em thì em có tật thức khuya,
Mỗi lần vô mà em vô là em vô ngủ là vợ em ngủ mất tiêu hồi nào rồi. Khèo khèo cái là buồn ngủ quá là bắt đầu cái là cọc cằn lên. Bắt đầu cái là em mới lì em khèo khèo hai ba lần thì bực mình lên nó đấm em một cái. Rồi ngủ tiếp. Dạ, đấm em ngủ tiếp. Có nghĩa là mong muốn chủ động hơn. Dạ. Nhưng mà tại sao thức khuya dữ vậy? Thì đó em mới nói là ảnh ham vui anh. Nhiều lúc ham chơi game thôi mà cũng thức cả 12 giờ 1 giờ sáng chơi. Bên đây thì muốn chồng á là không đi chơi, không ham vui. Dạ. Lo coi là chỉ có biết vợ với con, vợ lo con. Cho vợ con. Dạ. Còn bên đây á thì muốn là vợ bớt nóng tính cọc cằn đi. Dạ. Đúng không? Đàn bà cần cái sự ngọt ngào. Em tại vì vậy nè, không thể nào á mà em giữ được cả hồn cả xác chồng em trong cái căn nhà bốn bức tường của em được đâu. Chồng em đi ra ngoài đời nhiều, tiếp xúc nhiều thì sẽ thấy giá trị của vợ mình hơn là suốt ngày chỉ ở trong nhà chỉ biết vợ và con. Em hiểu không? Cho nên cái điều mà em mong muốn là có nghĩa là bớt thôi chứ đừng có bắt là bỏ hết cái ham vui đi. Không nổi đâu, nhất là cái người đàn ông. Còn cái chuyện mà em mong vợ em bớt cọc cằn, em thích ngọt ngào đúng không? Chị nghĩ là vợ em nó cũng muốn điều đó chứ không phải là không. À, nhưng mà bởi vì làm không được, làm không được là bởi vì làm không được là bởi vì có một số tác động bên ngoài, trong đó có em. Ví dụ 11:30 trước khi vợ chồng đi ngủ là cái lúc mà giao ban hay nhất, đúng không? Tuyệt vời nhất. Thì em cứ để 1-2 giờ sáng nó ngủ rồi em khiều nó vậy. Ai cũng cọc chứ không phải mình vợ em nữa, đúng không? Mà vợ em giờ còn đang trẻ quá mà. Có những lúc mà em muốn á, anh đâu có biết được đâu. Bởi vì anh cứ ngồi cho anh coi tivi hay này game lẻ. Bây giờ em ở dưới này em lại nói anh ơi. Không, cái điều đó em khó nói cỡ. À? Không có khó nói. Em phải nói, em đừng có cam chịu cái chuyện đó. Cái đó là nhu cầu, nó là quyền lợi của em. Và nó là một cái chất keo để mà làm cho tụi em hạnh phúc hơn, yêu nhau hơn. Tối suối hoài, từ chưa nói xong lên suối rồi. Tối nay nghe. Đừng có để chồng em có cơ hội mà đi thử cái sự ngọt ngào khác ở bên ngoài. Hiểu không? Nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm cưng. Nghe. Nha. Nhẹ nhàng xíu, tối nay thử đi. Nghe. Biết đâu con đứa nữa là sao? Xin chúc hai bạn vui vẻ và hạnh phúc nha. Xin chào ba bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Một bạn nam, một bạn nữ và dạ, không biết bạn này là bạn nam hay bạn nữ. Bạn nam luôn ạ. Bạn nam luôn hả? Trời. Nam một nữ. Rồi chúc mừng nha. Dạ, rồi bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Trước tiên là xin chào hai anh chị MC rất là tuyệt vời của chương trình Vợ Chồng Son và xin kính chào toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Trường Giang. Là một hướng dẫn viên du lịch. Và trong cái từ cái giai đoạn mùa dịch vừa qua thì do cái ngành nghề của em nó hơi bị khó khăn một chút xíu cho nên là em cũng có chuyển hướng sang kinh doanh online. Hiện tại thì là em với bà xã là chỉ ở nhà để tập trung cho công việc này thôi. Kinh doanh online mặt hàng nào? Dạ, tụi em kinh doanh ban đầu là sản phẩm saffron, nhị hoa nghệ Tây. Sau đó thì có phát triển thêm những cái mảng mới, ví dụ như là mỹ phẩm, rồi một số cái sản phẩm đi kèm. Rồi em năm nay nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ em năm nay là 31 tuổi. 31 tuổi. Quá trẻ. Còn em? Dạ em Thanh Thủy thì tụi em đứa sông đứa nước. Dạ, do bạn tên Trường Giang, em tên Thanh Thủy, người ta cứ hay nói là cặp vợ chồng với sông nước. Sông nước đó. Dạ, cũng khá là hợp với nhau. Tụi em cũng bằng tuổi với nhau luôn. Và lý lịch thì cũng xem giống nhau bởi vì em cũng làm hướng dẫn viên du lịch. Dạ. Và ngày trước hai đứa cùng công ty không? Dạ, cũng cùng Sài Gòn Tourist ạ. Rồi thôi, như vậy là biết chắc luôn rồi. Rồi là em khỏi đoán rồi. Luôn, em khỏi em đoán. Không cần đoán, em cũng biết là tình cảm phát sinh từ đồng nghiệp. Đúng rồi. Các bạn là coi như là cảm mến nhau trong công ty và bắt đầu là phát triển thành tình yêu đúng không? Dạ, ý của anh Thuận này rất là hay. Nhưng mà đúng mém đúng ạ. Dạ, chưa đúng. Dạ, chưa đúng. Dạ, cái câu chuyện của để anh kể ha. Cái câu chuyện tình cảm của tụi em thì thật ra là nó rất là ngắn gọn thôi. Thì em sẽ kể rất là nhanh. Nó rất ngắn gọn. Chương 1. Chà, chương 1. Vậy là chương 10. Dạ, chương mọi chuyện bắt đầu từ năm hai đứa tụi em học lớp 1. Trời ơi, có nghĩa là quen nhau từ năm lớp 1 đúng không? Là dạ. Mai trúc mã luôn á. Chương 1 là lớp 1. Dạ. Chương 2 là lớp 2. Rồi thôi chương 1 để cho bà xã em kể đi. Quen nhau từ thở
Ờ, đúng rồi, do nhà em á là từ Quảng Ngãi ở miền Trung vô, vô nha và vào học lớp 1 luôn. Mà trời ơi, cái thời đó mấy con nít với nhau mà em thì nói tiếng Quảng Ngãi, đi vô trong này là tụi nó không có thèm chơi, không có đứa nào thèm chơi hết trơn á. Là mình cứ vô, mình đang ở ngoài quê có rất nhiều bạn bè sống làng cũng rất là vui. Đi vô trong đây thì ba mẹ chuyển vô một cái nhà mà ở khu đó lúc đó nó cũng còn vắng lắm, cỏ thì cao lúc đầu mà mọi thứ nó rất là xa lạ, rồi đi tới lớp cũng ngồi có thằng góc à. Không ai nói chuyện mình á, mình nói nghe. Không ai hiểu. Bây giờ còn nhớ tiếng địa phương mình không? Dạ nó cũng khó. Hồi đó đi vào lớp thì mấy bạn cứ thấy cái thứ nhất là em nói tiếng rất là khó nghe, tụi nó không nghe được. Cái thứ hai là hồi nhỏ ba mẹ cứ hay cắt tóc tém, nhìn y chang trai luôn đó. Dạ mà mặc váy nên là tụi nó cứ kêu là con trai giả gái. Xong trời ơi, đi học về có cái thằng cu đó nó cũng ở trong xóm, nó cứ đi đằng sau nó cầm cục đá nó cứ chọi em hoài. Nó cứ kêu đồ bd giả gái, trời ơi vậy đó. Bởi vậy nên là hồi đó cũng rất là buồn. Nhưng mà có cái anh chàng này là ảnh chịu chơi với mình thôi, ngồi ở trên bàn phía trên ngay đằng trước mặt mình luôn. Là lớp 1? Dạ lớp 1. Rồi hồi đó câu chuyện bắt đầu từ câu chuyện sợi dây xu. Là bởi vì hồi đó là em không có chơi được với ai hết, nên là có mấy cái cọng thun á, mình cứ ngồi mình chơi trên bàn thôi, cái tự nhiên nó rớt xuống, nó rớt xuống dưới đất mà gần cái chỗ cái chân của chàng ta. Thì em mới kêu là lượm giùm cái sợi dây xu. Chàng này cứ quay lại nhìn, xong bởi vì trong này tiếng miền Nam gọi là sợi dây thun, không hiểu là cái gì hết. Nhưng mà xong rồi thấy em cứ rất là muốn lấy cái sợi dây đó, nên là chàng ta mới hiểu ra, xong rồi chàng ta mới đưa cho em. Thế là cũng bắt đầu nói chuyện, cũng bắt đầu chơi với nhau. Mà chàng này thì cũng là hồi đó cũng học giỏi nhất trong lớp, rồi cũng được rất là nhiều bạn mến. Mà mình chơi được với bạn đó nên trời ơi, đi về là khoe với mẹ. Dạ, ngồi kể với mẹ, mẹ đang ngồi rửa chén thôi mà buổi tối đi ra phải ngồi với nói với mẹ là trời ơi mẹ, trên lớp con có một cái bạn trai dễ thương lắm, đẹp trai, mắt tròn xoe. Vậy thì hơi bất thành công chút xíu, nhưng mà hồi nhỏ thì xinh thiệt. Dạ, hồi nhỏ thì nhiều bạn nữ trong lớp, mấy con nít mà cũng thích vậy đó. Vậy đúng luôn. Là năm đó là 7 tuổi đúng không? Dạ 7 tuổi. 7 tuổi mà trường đi gọi là 31 20 20 24 năm. 24 năm. 20 25 chứ. 7 tuổi. Dạ đúng rồi, 25 năm à. Thì trường 24 cái năm mà còn nhớ chi tiết như vậy luôn. Dạ bởi vì ấn tượng nó sâu sắc quá, không có ai chơi với mình hết. Kể với nhau nghe hàng ngày từ cái thời đó cho đến sau này lớn lên. Dạ, thật ra là em cũng tự nhiên em nhớ. Dạ. Cái lần mà em, hai đứa nếu em nhớ thì em nói cho chị nghe là cái lúc đó tại sao em chơi với bạn này. Em chơi vì tội nghiệp hay là tại vì thấy bạn này bạn dễ thương để mà em chơi? Tại vì lúc đó em đang là hot boy rồi. Đúng rồi. Vừa học giỏi vừa mắt đôi mắt tròn xoe đó. Hay là do cái lạ. Dạ, hot boy là nãy giờ nói vui thôi chứ thật ra hồi đó thì em cũng không nghĩ là mình có gì. Hồi đó em rất là hiền, em cũng không nghĩ là mình học giỏi thì có gì hay ho hơn các bạn hết, chơi rất hòa đồng. Em cũng không có cái tâm lý là phân biệt ở nó nói cái tiếng gì không có giống mình mà không chơi với nó. Dạ, từ nhỏ là tính em rất là hòa đồng. Nhưng mà có một cái là nhiều người thì thấy vợ em cái hồi nhỏ là không có xinh, nhưng mà không biết cái con mắt của em lúc đó như thế nào mà, nhưng mà em lại thấy cái bạn này rất là dễ thương. Dạ. Khi mà bạn bước vô thì học sinh ở cái chỗ vùng quê của em á, ăn mặc không có cái kiểu cái phong cách đi học ăn mặc như thế. Tức là bạn bước vô thì em vẫn còn nhớ là cái hình ảnh đầu tiên luôn nha. Không biết hồi đó mê gái sao không biết, nhưng mà nhớ rất là ấn tượng là bạn cột hai cái chùm tóc hai bên vậy nè. Nhưng mà các bạn khác á, cột hai cái dừa hai bên hơi cong cong ra phía này. Thì các bạn ở trong lớp không có ai như vậy cả, và mặc đồ rồi mang đôi vớ kéo lên hơi giữa cái ống chân như thế. Thì các bạn cũng không ai mặc như vậy, chỉ có cái cô bạn này thôi. Thì có thể là cái phong cách đó là học sinh ngoài Quảng Ngãi mặc nhiều cũng đúng không? Cũng không biết luôn. Nhưng mà lên đó là dạ. Dạ lạ. Và mình thấy rất là dễ thương. Mình mến thì thật sự là
em vẫn còn nhớ là hồi đó còn bé tí như vậy thôi, nhưng mà không biết lớp 2, lớp 3 hay là lớp nào đó, nhưng mà nhớ là tiểu học thôi. Là mẹ dẫn đi chùa vô còn cầu ông Phật cho con cưới được Thủy làm vợ nữa. Ôi ghê chưa, ghê chưa. Như vậy đã thích Thủy từ đó rồi. Bạn này có máu du lịch từ năm lớp 1. Khám phá những vùng đất xa xôi với những cô gái lạ lùng á. Dạ đúng luôn. Đúng không? Đúng luôn. Chính xác. Rồi, đó là chương 1. Dạ. Thì chúng ta tạm gác lại những cái chương 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đi. Dạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu đến lúc trưởng thành đi. À, cái chương mà thực sự biết yêu á. Đó, dạ. Là khi nào, có nghĩa là các bạn học chung với nhau, đến đại học luôn hay sao? Dạ, chỉ học chung cấp 1 thôi. Cấp 1 thôi. Cấp 2 là khác lớp, cấp 3 là khác trường luôn. Đến khi các bạn lớn và các bạn đã trưởng thành rồi, thì cái cột mốc nào á, cột mốc nào các bạn gặp các lại bạn nhau và cảm mến nhau, đùm đúng lại với nhau và lúc đó dạ, nảy sinh cái tình yêu yêu trai gái. Trời dạ ơi. Em xem hỏi cái chữ đùm túm. Đó, đùm túm bằng biểu hiện bằng đùm túm. Đến lúc nào thì các bạn gặp nhau thì đùm túm lọ phát sinh ra cái tình yêu đôi lứa. Thật ra tụi em thì không có hai chữ gặp lại. Vì vẫn chơi thân với nhau suốt luôn. Suốt luôn. Từ nhỏ cho tới lớn vẫn coi là người bạn thân nhất. Liên hệ với nhau. Dạ. Nhưng mà trong các bạn, các bạn có yêu nhau? Vẫn dành cho nhau một tình cảm nhưng mà không gọi là yêu được. Vẫn là tình bạn. Dạ, vẫn là tình bạn, rất đặc biệt. Trên tình bạn không? Trên tình bạn, dưới tình yêu. Ok. Rồi đến sau khi đó, sau khi trung học là các bạn, khi mà đi vô đại học thì các bạn có thích nhau không? Dạ không, tụi em quen ai cũng có bạn trai bạn gái riêng hết trơn á. Dạ. Nhưng mà dẫn nhau đi chơi chung. Rồi đến khi nào thì bắt đầu. Thôi bây giờ nói cái cột mốc đó đi. Cột mốc mà đến nhau và yêu. Dạ thôi để em kể luôn chứ để không lại mang tiếng nhấp nhấp nữa. Dạ. Năm cuối năm 2017 thì cả em và Thủy là đều có một cái mối tình nó không đi đến được tới đích. Đó. Thì hai đứa đang chia tay. Thì Thủy trong giai đoạn đó cũng khá là buồn. Còn em thì không phải là quá buồn bởi vì cái mối tình vừa qua thật sự là nó cũng ngắn thôi nên chưa có gì. Thì cuối năm 2017 thì có một đứa bạn thân cũng trong cái nhóm thân nhất của tụi em ở dưới quê á, thì có nói là thôi rủ nhau đi chơi đi. Thì tụi em mới đi một cái chuyến đi Tây Nguyên, bao gồm là Đà Lạt và các tỉnh Tây Nguyên. Đi phượt. Tuy nhiên là do hai bạn kia là bác sĩ nó lại cấn cái ngày trực đi, cho nên là cuối cùng nó chỉ đi được cái nửa sau của chuyến đi thôi. Còn cái nửa đầu á, 3 ngày đầu tiên thì hai đứa đành đi riêng. Thì em mới chạy qua em rước bạn này đi. Thì trong cái chuyến đi đó em tìm được ra cái câu trả lời cho mình. Tức là trước giờ hai đứa đã thích nhau, đã thương nhau, đã quá hiểu nhau rồi. Nhưng mà cái rào cản để mà mình không tới được tình yêu là gì? Đó là cái quan niệm là bạn thân yêu sao được. Bạn thân không được, không thể yêu nhau được đâu. Và qua những cái mối tình mà em đã trải qua, cũng như Thủy đã trải qua, thì tụi em thiếu một cái gì đó để mà mình tự thuyết phục được mình rằng phải vượt qua được cái định kiến kia. Thì qua cái chuyến đi đó thì em mới cảm nhận được là hai đứa khi mà đi với nhau có những cái cảm xúc thật sự, có những cái hiểu ý nhau thật sự, hay gọi là hai chữ đồng điệu thì nó cũng không có quá. Và em biết rằng là sau cái chuyến đi đó về là em xác định được là đây là cái cô gái dành cho mình. Và cái niềm tin nó rất mãnh liệt, niềm tin nó rất mãnh liệt. Sau chuyến đi đó về là em đánh phủ đầu luôn. Không có cái bước suy nghĩ gì hết đó, em đánh phủ đầu luôn. Tới tấp luôn. Dạ, tới tấp luôn. Bây giờ kể cái quánh kiểu gì mà quánh phủ đầu. Hồi đó là em vẫn còn đây đi làm văn phòng. Nhưng mà đi làm về, đi chơi hết một chuyến rồi. Thì đi về cứ sáng ra là mình còn chưa kịp ngủ dậy nữa là đã thấy điện thoại reo kêu là mình đang ở dưới nhà, mua đồ ăn sáng tới rồi nè. Cái là hồi đó em ở một trọ một mình á, cũng hay lười ăn sáng, cũng hay bỏ bữa này nọ, ngủ nướng thêm miếng nào hay miếng đó. Mà cứ sáng nào đúng đâu 6 giờ là có mặt rồi. Mà lúc đó là em thì ở quận 2, ông xã em thì ở Tân Phú. Tân Phú. Tân Phú. Đi sáng nào cũng lên đó. Xa, ơi là xa vậy mà sáng nào cũng lên đúng y bon giờ. Vậy là 5 giờ là em đã phải đi rồi đúng không? 4 rưỡi là phải dậy rồi. Đánh răng rửa mặt thiệt là nhanh. Đi đến 5 giờ đi đó. 5 giờ leo lên xe. Là đi mua đồ ăn. Đi mua đồ ăn nữa. Rồi đi mua đồ ăn xong rồi phóng đến lòng tiếng đồng hồ đó. Đâu phải là mua một món đâu. Mua nhiều món thì phải suy nghĩ trong đầu và đi từ từ.
đi xa lắm, xong rồi đi tới rồi đưa đồ ăn sáng xong rồi còn đòi chở đi làm. Cái em nói là em tự đi được mà, trước giờ cũng tự đi thôi, không mà cứ nhất quyết như vậy. Thế rồi cứ chở đi xong rồi phải chở về, cứ tới chiều là phải chở về. Mà cứ chở đi chở về vậy, tự nhiên đồng nghiệp mọi người bắt đầu: ê, nay anh Thủy có bồ rồi. Tự nhiên mình không có cái đường nào giải thích luôn á, mà ổng cứ chặn đường hết tất cả mọi ngõ ngách để mình có cơ hội nào để mà có hẹn hò hay gặp gỡ với ai luôn. Coi như là cái thời gian đó là diễn ra trong bao lâu? À, trong mấy tháng à? Chắc 2-3 tháng. Ừ. 2 tháng, 2 tháng. 3 tháng là dính luôn đúng không? Dạ. Tại vì đi chơi cái đợt đó là Tết Tây về. Dạ. Thì đánh phủ đầu liên tục tới cái ngày mà cô này đồng ý làm người yêu của em là ngày 8 tháng 3. Là người ta đó, là dạ. Mấy tháng là đại thắng luôn đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà vậy là cách đây mấy năm rồi cơ? Dạ, cái cột mốc yêu nhau đó là cuối năm 2017, điều đầu 2018. Ờ. Dạ, đầu 2018. Ủa đây là bé thứ hai hả? Dạ, bé đầu. Bé đầu tiên. Dạ. Dạ. À, rồi, nhưng mà trước đó thì là sau khi mà em chia tay cái mối tình đó đó, dạ, và em gặp lại con này thì em có cảm thấy là em còn cái niềm tin gì ở tình yêu đó? À, thì thực ra là cái về cái rào cản bản thân nó cũng là một yếu tố, nhưng còn một cái yếu tố thứ hai thì đúng như anh nói là cái đang sợ tình yêu, đang sợ phải quen với một người nữa, bởi vì cái cuộc tình trước đó của em thì không được đẹp lắm và cũng bị người thứ ba, nên là nói chung là cũng không có vui, cũng chưa bao giờ kể trước mọi người bao giờ. Nhưng mà mình cảm thấy là mình rất là ngại để mà mình tới một cuộc tình nữa. Ừ. Nên là cái thứ nhất là sợ bản thân, cái thứ hai là sợ mình lỡ yêu một người nữa, nhưng mà lỡ mà nó chỉ là cảm nắng sau một chuyến đi như vậy, bạn đang bị gọi tình cảm nó bị dâng trào đột biến thôi chứ không phải là tình cảm thật, thì lúc đó lỡ có chuyện gì là mình mất luôn một người bạn tri kỷ, và bên lúc đó là cũng phải 20-21 năm rồi đó, nên là rất là đắn đo. Nhưng mà sau đó thì bạn nói là nhất quyết là sẽ chứng minh cho em thấy là tình cảm của bạn là thật và chân thành, và nó không phải là một cái gì đó phút chốc, mà nó là một cả một quá trình trước giờ rồi, chỉ là nửa đời người chứ. Đúng không? Dạ đúng rồi. 16 năm cuộc đời mà cái này tới 20 mấy năm. Dạ. Nếu mà tính từ lớp 1 em tính, dạ, đi. Đúng rồi. Từ lớp 1 21 năm đó. Dạ đúng rồi. Tính tới lúc yêu nhau là làm bạn 21 năm. Đó thì dạ. Nhưng mà chắc có lẽ là vì cái sự chân thành của ảnh mà em, dạ, nhận được ở một người bạn này. Ok, có mất chấp nhận. Bây giờ trước mắt là phải sáp lại với nhau, cái đó phải gì đùm túm á, đùm túm lại chứ. Còn bạn bè thầy cô là ai cũng ghép cặp hết trơn á. Ai cũng nói, anh nghĩ là công ty chắc cũng sẽ rất là mừng cho cái việc là, dạ, hai bạn quen nhau đúng không? Mọi người thật ra là bạn bè cũng rất là bất ngờ, bởi vì tụi em chơi thân quá, xong rồi tụi nó ghép cặp thì mình nói chơi thân thì không thể nào mà quen nhau được. Nên đến khi tự nhiên cái tụi mình quen nhau. Nhưng mà là yêu nhau là trong khoảng bao nhiêu tháng? 10... À, chắc khoảng 8 dạ, tháng. Dạ 8 tháng. 8 tháng, 8 tháng là xong rồi làm đám cưới luôn. Dạ. Dạ, 8 tháng là tới đám hỏi, rồi 2 tháng sau đám hỏi là cưới. Cưới luôn. 10 tháng đó. Dạ, coi như 10 tháng đi, dạ 10 tháng là cưới. 2 năm quen nhau là kết thúc bằng nhau. Cái đám cưới. Dạ. Kết thúc bằng một đám cưới viên mãn. Mà mẹ chồng sắp đặt chứ cũng chưa muốn cưới do ham chơi lắm. Sắp đặt gì? Dạ, mẹ chồng. Mẹ thúc đẩy thôi, không phải sắp đặt. À, dạ hai bên thì muốn lắm rồi, bởi vì hai đứa quen nhau cũng còn gì đâu tìm hiểu. Wow. Kiểu như quen nhau quá rồi, xong rồi hai gia đình cũng biết nhau, bởi vì ở gần nhà nhau nữa. Đi nếu mà đường chim bay chắc 500 mét đi bộ được. Nhưng mà bây giờ bạn bè với nhau, làm bạn với nhau thì nói với nhau những cái gì cũng có thể là đồng cảm với nhau. Dạ. Nhưng mà khi mà đã yêu nhau rồi, dạ, mà lấy nhau về rồi thì nó phát sinh rất là nhiều chuyện về tính cách, về sở thích, thậm chí là về tất cả tập thì hai bạn có hợp với nhau. Qua luôn cái kia đi, qua luôn cái vụ mà bỏ xác bị mất có 10 tháng. Ờ, đó. Đó. Cái 10 tháng là lấy nhau đúng không? 10 tháng yêu nhau đó, là lấy nhau nay được cũng 3 năm mà. 3 năm. Dạ. Rồi tính xấu nào loài ra? Đó. Đó, bây giờ qua phần tính xấu nè. Cho anh trước đó. Hai người tấn công một người trước đi. Hai người tấn công một người trước. Chấp đi chưa? Dạ, rồi. Ảnh thì sao ha? Chỉ có một cái là hay quên thôi, hay quên, nên là tự nhiên nhiều lúc làm em cũng rất là bực mình. Ví dụ như là mình đã dặn công việc hoặc là mình đã dặn làm cái gì đó rồi, thì ví dụ như 3 điều nhớ 1 điều hoặc là nhớ 1 điều cũng không trúng luôn. Ví dụ như đơn giản kêu là đi chợ,
đi xuống dưới mua cho mình bịch đá để mà mình ướp đồ ăn làm sống á, đồ ăn sống là phải có đá để cho nó tươi. Mua bịch đá, còn nếu mà thấy nước cốt dừa thì mua cho em luôn. Đi xuống một hồi xong đi lên cầm mỗi chai nước cốt dừa là cái phụ, còn cái chính quên mất tiêu rồi. Còn không hoặc là kêu mình đi làm cái gì đó thì đi ra được tới thang máy, bấm thang máy xong quanh ngược vô hỏi ủa em dặn anh cái gì ha. Đó. Vậy á. Dạ công việc thì lại khác, là kỹ hơn. Nhưng mà còn nhà thì vậy đó. Dạ em đoản lắm. Dạ cái tính em rất là đoản. Hay quên đó là thực ra là chắc không để tâm đó. Dạ. Vô tâm đó, chứ còn cũng phải là hay quên đâu. Hay vô tâm chứ còn nếu hay quên là quên trong công việc luôn đó. Dạ. Cho nên là mình sẽ xếp cái đó vô là vô tâm, đúng không? Vô tâm vô tư quá, không nhớ lời vợ dặn. Dạ. Rồi gì nữa nè? À cái nữa hả trời, cái chuyện này mà kể lên thì bôi xấu mặt chồng lắm. Ủa nhưng mà nhiều câu chuyện động, kinh thiên động địa. Mà em nghĩ là cái này chắc là cũng nhiều bạn trai cũng hay gặp, nhiều ông chồng cũng hay gặp. Em biết chuẩn bị nói cái gì rồi đó. Trời ơi, chồng em là chuyên gia là có một cái trò tiêu khiển hàng ngày mà em cảm thấy nó là một cái tật xấu, nhưng mà chàng chồng em rất khoái chí. Đó là chuyên gia đánh đấm trước mặt em. Không chỉ là mấy ông chồng, mấy bà vợ cũng có đó em. Vậy á hả? 10 ông thì cũng hết 8 ông với mấy chuyện này đó. Trời ơi, nghe mấy trăm câu chuyện rồi. Mà cặp nào cũng có dính cái vụ này. Nhưng là cái thú vui của các cặp vợ chồng để càng yêu nhau hơn. Dạ. Trời ơi, tỏa ra cái gì đó cho vợ chồng yêu nhau hơn. Canh me làm sao đi ra ngoài không bao giờ vậy hết, tới cái gặp ở mình là dạ dồn nén sao. Em cũng muốn trả thù lắm chứ. Có lần em cũng ráng em trả thù, bởi vì mình đâu có phải là khả năng sản xuất vô biên như ổng đâu. Mình cũng ráng lắm luôn. Mình vừa trả thù xong, thay vì là cảm giác tức giận thì ổng cười hả 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 mà mặt rất là điêu và rất là đểu luôn á. Dạ. Xong rồi. Hê, tại vì từ nay coi như là có mùa này mùa kia. Dạ không phải hả hê. Kêu là không biết tự lượng sức mình. Rồi sau đó là em chịu trận luôn. Trời ơi. Lần sau là không bao giờ dám trả thù ổng nữa luôn á. Còn gì nữa không? Dạ, chủ yếu là cái có mê gái không? À, mê gái thì chắc không? Mê gái không bằng em hả? Trời ơi. Cái đó chút xíu bí mật, chút xíu dạ. Nói nè. Đó, bây giờ còn tật xấu gì nữa không? À, tật xấu thì nói về cái hay quên thì cũng có một cái kỷ niệm chắc là làm em rất là giận á. Kiểu như cái những cái kia là những chuyện vui thôi, nhưng mà cũng có một cái kỷ niệm buồn. Đó là cái lúc mà hồi mà mới cưới á, thì mình mới về nhà chồng cái Tết đầu tiên mà. À, có những cái gì thì mình cũng muốn là chu đáo, nên là mình đã dành ra một khoản tiền xong rồi mình nói với ông xã mình, dặn ổng là anh gửi tiền cho mẹ lo Tết á, chợ búa gì đó, đưa khoản cho mẹ, cho khoản cho ba chồng rồi. Mình dặn ổng đã rồi, xong cái ổng quên mất tiêu. Tới Tết luôn, mấy mùng luôn, ổng cũng không có đưa luôn. Ổng quên hẳn hoi luôn. Đến khi chắc là có một lần nào đó mẹ chồng chở đi thì cũng có nói. Kiểu như bình thường mọi năm là ảnh vẫn hay gửi về, nhưng mà sao năm nay có vợ cái tự nhiên sao chắc không thấy hay sao. Không biết là có hai mẹ con nói chuyện gì. À, thế là ổng về, ổng lại hỏi em ngược lại là ủa em sao em chưa gửi cho mẹ, chưa gửi cho ba mẹ. Trời ơi em hoảng hồn luôn. Mà xong đó cái anh lỡ quên rồi. Ủa mà em đưa anh rồi hả, anh quên rồi. Thôi lỡ quên rồi mà anh cũng lỡ nói mẹ là chắc Thủy nó quên, nên thôi giờ em đi ra em xin lỗi mẹ, em nói con quên. Trời ơi mình cảm thấy là rất là kỳ cục luôn, bởi vì nếu mà ảnh đã là người quên hồi thì ảnh sẽ là người rất là dễ. Dạ đúng rồi, ảnh dễ nói hơn thì đỡ xích mích hơn, chứ đây tự nhiên lại mình đi ra thú tội vậy, chẳng khác gì là vì mẹ chồng nói vậy với chồng mình, nên là bây giờ chồng mình nói lại với mình mới. Đó là định cho cái này vào cái thư mục tập xấu. Dạ. Đó, tật xấu thiệt. Tật xấu em quên rất là nguy hiểm. Dạ. Những sự quên nguy hiểm đó. À, đó là cái sự việc mà chắc là bực nhất, bởi vì lúc đó mình rất là mới cưới về. Sau đó thì mẹ hiểu đúng không?
Sau đó thì ảnh giải quyết với mẹ. Nói chung là ảnh cũng tự biết. Mà ảnh nói xong rồi ảnh hồn nhiên lắm, ảnh đi ngủ thôi, ngủ đã đời. Còn mình thì cũng như rất là thao thức, mà còn khóc nữa, bởi vì rất là ấm ức luôn á. Đó là cái kỷ niệm mà chắc là nhớ nhất về cái việc hay quên của ảnh. Để mong muốn luôn đi, em mong muốn anh thay đổi điều gì? À, cái này sợ chắc mong muốn không nổi quá, bởi vì cứ mong đi, dạ. Không đánh đấm nữa hả? Những cái này thì sẽ chắc là phải nói để ý hơn, để ý hơn tới từng cái nhiều chuyện. Thì ví dụ như là có những chuyện nó sẽ ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình, nó cũng không hay lắm. Tức là chuyện gì? Mình tế nhị hơn thì ví dụ như là mình để ý, mình đừng có quên, mình tức là phải để ý, để tâm hơn. Dạ, dạ đúng rồi. Tất cả mọi chuyện xung quanh. Đó, dạ. Vậy đó, giống như là ăn trong nồi ngồi trong hướng á. Dạ. Là giống như là, đúng không? Đó. Dạ. Ê, bây giờ tới Trường Giang nè. Sao? Tập xấu quấy là gì? Hồi nãy khui dạ. Mé mé cái vụ mê gái là sao? Mê gái hơn em. Dạ, tức là sao? Nếu như mà có một cái thống kê về cái số lần mà lên internet mà có mở hình gái đẹp ra ngắm á, thì là cái cô này là thắng áp đảo. Dạ, tại vì suốt ngày là lên mạng ngắm, nhưng mà ngắm xong là phải kêu em qua, anh coi nè cái cô này đẹp chưa, xích xoa đẹp chưa. Xong cái em thì lúc đó em đang làm một cái việc khác, em cũng phải ráng em đi qua, cũng đẹp ha, được á. Xong cái mình quay lại mình làm tiếp cái việc của mình. Anh, nhưng mà anh không thấy hả, đẹp nè. Thấy rồi, mình lại làm tiếp cái giống như là trách vậy á, tổn thương. Khoe gái đẹp không chịu nhìn, nhưng mà lúc đó mình đang làm việc đó, nhưng mà tức là trong cái lúc đó các bạn đâu, cái sự mê gái nó dâng cao lên mà kinh khủng luôn. Còn nhiều khi đi ra ngoài đường á là ngắm gái phải rủ, quy định vậy. Thí dụ đi trên đường gặp một cô gái đẹp, anh nhìn thấy phải chỉ cho em. Ngắm mình không được. Lạ vậy đó. Cô ấy ngắm về cái đẹp cái style á. Cái đẹp cũng em cũng không biết ngắm kiểu gì. Nhiều chứ, nhiều thứ đẹp lắm. Nhiều người ngộ lắm. Chị đó, em nghe trong một trang tạp chí thời trang là chị không bao giờ nhìn trai. Rồi đó, thấy chưa? Đâu phải mình em. Chị mở mấy bên con gái không? Dạ. Hoặc là trên mạng á, trên mình coi YouTube hoặc là coi Facebook á, là ví dụ như là các mỹ nhân của thời ngày trước của TVB và bây giờ là coi mỹ nhân thôi, còn ảnh đế nam đế gì là lướt hết bà. Vậy hả? Đúng luôn. Thích cái đẹp của phụ nữ. Dạ, yeah, trời ơi, nhìn cái đẹp đó mình cũng mê nữa. Mình nói trời ơi, mình mê dày mà sao mấy ông cũng không mê cho được. Đó. Rồi, còn gì nữa nè? Dạ, một cái. Ủa, nhưng mà ngắm gái đó đâu phải tật xấu đâu. Dạ, ngắm gái là tốt thôi. Mê hơn là mê chồng. Đúng không? Dạ. Là bắt chồng phải mê theo. Dạ đúng rồi. Coi hình đó. Con gái nhiều quá, coi hình chồng. Dạ. Là bắt chồng phải mê theo. Đó. Là mê gái mà còn bao cấp nữa, tức là mình không có mê bằng cái là phải bắt phải mê theo. Đó, kỳ vậy đó. Dạ. Bắt bớ chồng phải đi coi. Bây giờ tạm cho cái đó vô bô chuyên mục xấu, nhưng mà có thể là sẽ bỏ đi bởi vì cái đó nó đáng yêu mà. Dạ. Một cái tật xấu nữa là buổi sáng dậy là mở mắt ra là lo công việc trước, nằm trên giường cầm điện thoại. Tại vì từ ngày mà tụi em kinh doanh online thì cái công việc nó liên tục ở trên mạng mà. Có những khách hàng cũng như là những cái đại lý của tụi em ở bên Mỹ nữa, ở bên Canada nữa, họ cái giờ của họ ngược với mình, cho nên sáng thức dậy là sẽ có rất là nhiều việc phát sinh. Nhưng mà em thì là em thức dậy là em dậy luôn, em để hẳn cái điện thoại ở ngoài phòng khách đó, nó báo thức reo reo là em phải đi ra phòng khách em mới tắt được. Chứ em không có nằm trên giường rồi lướt. Nhưng mà vợ em thì trong tầm tay lấy cái điện thoại là lướt lo công việc luôn. Sáng dậy là trả lời tin nhắn rồi này kia nọ, giải quyết công việc. Thì có khi là cái khâu mà nằm đó là tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ mới dậy ăn sáng. Thì em có nói hoài luôn, nói là sáng dậy là phải đi ra lo ăn sáng trước. Nhưng mà vợ em thì kiểu như là rất là ham mê công việc. Dạ, thành ra là nhiều khi mình cũng đói lắm chứ. Mà cái người đàn ông thì em thấy để ý là buổi sáng đói cảm giác rất là cồn cào. Nhưng mà chờ bà xã ra rồi nấu cái gì đó ăn, hoặc là hai đứa đi ăn ngoài chẳng hạn, thì rất là đói. Mà em cũng biết là khi mà mình đang tham công tiếc việc như vậy, cái thời gian nó trôi qua mình không ý thức được. Thì có thể nhiều khi em nhắc thì bạn nói mới có một chút xíu mà,
nhưng mà thật ra là nửa tiếng rồi hơn nữa đấy. Thì đó là một trong những cái mà em chưa hài lòng đúng không? Dạ chưa hài lòng. Cái đó tật xấu đó. Rồi có một cái tật xấu nữa thôi lỡ được kể luôn. Đó là hay phê bình những cái mà mình còn dở hơn. phê bình những cái mà thí dụ như mình cũng có, ví dụ như là hai đứa đi ra mà hên cái là bả xong trước đi, bả xong trước cái bả ngồi nói rề đó. Sao mà anh rề ghê luôn á, mình đi lấy cái này cái kia nọ. Dạ, nhưng mà thí dụ như những lần mà em xong rồi cái em ngồi 20 phút sau vẫn còn đang làm cái gì đó. Mình nói đi, cái là giận á. Dạ đi tới, dạ cũng không có giận, nói chung là khó chọc bạn này giận lắm. Dạ cũng khó giận được, dạ nhờ cái đó, nhưng mà đôi khi mình cũng bức xúc chứ. Dạ thí dụ mình đã đang cố gắng hết sức rồi và những cái mà mình chậm trễ là vì hai đứa cần những cái đó, mình phải lấy mình đem theo tới đó, tới nơi rồi anh có đem cục sạc không, có nè, có đem dây sạc không, có nè, có đem chai nước không, có nè, kem chống nắng có không, cũng em lấy, nhưng mà cái lúc mà em đang trễ vì đi gom những cái đó đó càng ngăn. Tật xấu á, quyết định đưa vào đó phim một tật xấu rồi bao nhiêu đã đủ rồi. Dạ. Em mong muốn Thủy thay đổi điều gì? Em mong Thủy thay đổi cái thứ nhất là quan tâm tới sức khỏe của mình hơn, giống như là buổi sáng dậy thì từ từ, công việc từ từ, có thể là mình dậy sớm hơn chút xíu cũng được để ăn sáng đúng giờ rồi mình vẫn giải quyết được những công việc đó. Cái thứ hai là Thủy là người rất là tình cảm, rất là quan tâm mọi người, để ý mọi người từng chút hơn cả em, hơn em rất là nhiều. Ví dụ như là đi gặp một người bạn về, xong cái Thủy nói là cái bạn đó như thế này, như thế kia, như thế nọ, và phân tích được cái những cái khó khăn của bạn đó, rồi mình có giúp được không, như thế nào. Thì Thủy rất là sâu sắc, nhưng thể hiện cái điều đó ra thì rất là dở. Nên là mọi người gặp Thủy có thể thấy là Thủy không phải là một người quá dễ gần, quá cởi mở. Nếu mà nói là một Thủy ân cần, một Thủy chu đáo thì sẽ không có, không ai cảm nhận được điều đó cả. Nhưng đằng sau đó, khi mà cái cuộc gặp đó kết thúc rồi, sau lưng đó thì là Thủy để ý rất là chi tiết, rất là sâu sắc luôn ấy. Thì nếu mà cải thiện được cái điều đó thì sẽ tuyệt vời hơn trong các mối quan hệ. Nhân đây thì tất cả những bạn bè của Thủy sau khi xem cái số này thì các bạn nhớ giùm nha. Tức là Thủy sẽ không biểu hiện tất cả những điều đó ra ngoài, nhưng mà khi về lúc nào Thủy cũng quan tâm đến các bạn. Do đó là chúng ta nhớ rằng chúng ta đang có một người bạn rất là đáng yêu, đó là cô Thủy, cô Thanh Thủy. Rồi. Vợ của anh Trường Giang. Rồi, thật ra là các bạn đang kể rất là nhiều những câu chuyện mà thật sự tôi rất là ấn tượng với câu chuyện mà cái tình yêu của các bạn bắt đầu từ một cái thuở mà gần như là quá nhỏ bé như thế. Đó, nãy gọi là từ cái thời mà ấu thơ, ấu trĩ, ấu trùng đó, và các bạn đã có được một cái chặng đường đó, một từ tình bạn mà chuyển hướng vào một tình yêu, và bây giờ là các bạn đang tận hưởng một cái niềm hạnh phúc quá tuyệt vời, và sắp tới đây sẽ chào đón một thiên thần xuất hiện trong gia đình của chúng ta nghe. Thì xin chúc cho hai bạn luôn luôn khoan đã nè, bây giờ khoan, trước khi em chúc là chị phải dặn dò hai bạn này chút xíu. Tức là Thủy là đang chuẩn bị khai hoa nở nhụy, tháng mấy là em sanh? Tháng 5 hả? Vậy là con đầu trâu đuôi cọp phải không? Đâu, là cọp đuôi. Luôn. Cọp luôn. Đâu? Tức là đâu? Phải em có bầu từ năm đúng rồi. Là... Nhưng mà vẫn tính là năm cọp luôn chứ. Nó thì là mới là đuôi cọp, có nghĩa là đuôi cọp là một cái con mà nửa cọp nửa trâu đó. Bé trai đúng không? Bé trai cũng may ạ. Cháu chị cũng bé trai đó. Thành ra là năm cọp mà con trai là ok lắm. Tốt. Luôn á, giỏi lắm á. Thì biết sao, bạn này là bạn sắp sửa khai hoa nở nhụy á, thì từ đến lúc bạn sanh á, là tánh tình bạn á, thì có thể là bạn sẽ có những cái đột biến về tính tình mà em không có lường trước được đâu. Nhưng mà cái đó không phải do bản tính đâu, mà cái đó là do cái thai kỳ đó nha. Thì em phải chú ý nha, em phải đừng có gọi là bắt nẹt cái đó, hiểu không? Em phải thông cảm từ đây cho đến lúc mà bạn sanh xong, bạn được coi như em bé được một năm á, là lúc đó bạn mới trở lại là cô Thanh Thủy như xưa của em đó. Em nhớ nha, đừng có để bạn bị tủi thân, hay là bạn buồn rồi bạn tủi thân bạn khóc này kia, tội nghiệp lắm. Em bé nó buồn nghe không? Rồi. Rồi xin chúc cho hai đứa luôn luôn hạnh phúc như thế này nghe. Rồi xin chào hai bạn.